À, xin chào, bạn vẫn khỏe và thường xuyên chụp ảnh chứ? Thời gian vừa qua, Photoshop đã cập nhật tính năng xóa phông, giúp các bạn có thể xóa phông bất kỳ bức ảnh nào với thời gian rất ngắn và kết quả rất là tuyệt vời như các bạn đang thấy ở trên hai bức ảnh này. Đây là bức ảnh trước khi xóa phông và sau khi xóa phông. Những việc trước đây chúng ta phải cần rất nhiều kinh nghiệm và thời gian thì bây giờ các bạn có thể làm việc này trong vòng 1 phút mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tính năng xóa phông mới ở trong Photoshop ha. Trước tiên, chúng ta cần có phiên bản Photoshop 2021. Sau đó, các bạn hãy mở bức ảnh như vậy. Chúng ta chọn đến mục Filter ở đây. Các bạn hãy chọn đến mục Neural Filter ở đây. Và chờ một chút xíu ha. Chúng ta di chuyển xuống mục Beta là các tính năng thử nghiệm ở trong Photoshop. Thì các bạn hãy chọn đến mục Deep Blur ở đây. Ok, nếu bạn chưa từng mở tính năng này, thì các bạn có thể nhấn vào đám mây ở bên cạnh các tính năng đó để tải các chức năng này xuống Photoshop ha. Sau khi tải xong thì tính năng đó sẽ xuất hiện một cái công tắc như vậy. Chúng ta nhấn vào công tắc này, chuyển nó sang màu xanh. Đây là một bức hình chân dung nên chúng ta biết là phần mắt của người mẫu sẽ phải nét nhất và chúng ta muốn xóa mờ cái vùng phông nền phía sau người mẫu và phía trước người mẫu một chút xíu. Nên chúng ta sẽ đưa chuột vào tấm hình bên tay phải. Chúng ta nhấn chuột vào vùng mắt của người mẫu. Phần mềm sẽ hiểu rằng đây là vùng nét nhất trên bức ảnh và nó sẽ xóa phông phía sau người mẫu và phía trước người mẫu một chút xíu thôi. Nó không làm mờ cái vùng mắt của người mẫu như các bạn. Sau khi đánh dấu điểm quan trọng nhất ở trên bức ảnh này rồi thì các bạn có thể chọn mức độ làm mờ trên đây. Ví dụ như là chọn mức thấp, mức trung bình và mức cao. Mình sẽ chọn mức cao nhất ha. Tiếp theo, chúng ta có thể chọn các thông số ở phía dưới này lên mức cao nhất để chúng ta làm mờ nó được hiệu quả hơn. Các bạn có thể thay đổi tùy ý để các bạn nhận được kết quả như mong muốn. Ngoài ra các bạn có thể điều chỉnh độ sáng, độ bão hòa màu của vùng nền phía sau. Phần mềm sẽ cho bạn thấy kết quả trong bức hình lớn ở bên tay trái này ha. Tùy vào độ phân giải thì các bạn có thể chờ hơi lâu một chút xíu. Ví dụ như mình đang thực hiện với một bức ảnh gốc có độ phân giải tới 24 megapixel thì có thể chờ đến 1 phút hoặc hơn một chút xíu nữa. Như vậy chúng ta thấy kết quả trước và sau khi xóa phông. Bức ảnh của chúng ta trông có vẻ đẹp hơn rất là nhiều và người mẫu trông nổi bật hơn ở trong khung hình. Các bạn có thể nhấn vào mục Preview đây để xem kết quả trước và sau khi xóa phông. Các bạn thấy có đẹp không? Mình thấy rất là đẹp và rất là thật. Các bạn có thể thấy rằng vùng tóc của người mẫu được tách rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Gần như không có một chút nào bị lỗi cả và không có một chút lem nhem nào. Những việc trước đây chúng ta phải dành hàng tiếng đồng hồ, phải thực hiện đi thực hiện lại thì bây giờ chúng ta có thể thực hiện trong vòng vài chục giây. Mình đã thử tính năng xóa phông ở trong phiên bản Photoshop 2021 này trên nhiều bức ảnh khác nhau và mình thấy rằng nó thực hiện rất là chính xác. Nhưng đôi khi nó sẽ gặp lỗi và báo dấu chấm than đây một chút xíu thì các bạn có thể khởi động lại Photoshop và thực hiện lại. Bởi vì đây là tính năng đang trong quá trình thử nghiệm và nó sẽ hoạt động không được ổn định như khi nó chính thức được công bố và được sắp xếp ở phía trên này. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta có thể nhấn vào OK như vậy. Như các bạn đang thấy, chúng ta có thêm một layer mới ghi nhận những thay đổi so với layer gốc. Nó chỉ bao gồm những phần nền phía sau này thôi. Rất là dễ dàng đúng không các bạn? Ok, như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cách xóa phông ở trong Photoshop đơn giản, dễ hiểu và có kết quả đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Bye bye!